Ok, hiện tại là đang tôi với cháu gái nuôi đang có mặt ở thành phố Vũng Tàu. Ở đây là bãi sau nhá, đang ngồi ăn cơm. Bây giờ là 9:30 buổi sáng, đang ngồi ăn cơm này. Cháu gái nuôi yêu cầu 2 dĩa cơm và 2 ly nước mía. Đúng không? Nhìn vào đây thì video nó mới đẹp được. Yêu cầu video đẹp rồi. Thôi, tắt máy ăn cơm tiếp nhá. Ăn cơm xong rồi đi check in thêm một số chỗ nữa. Đã lên xe được rồi. Bây giờ sẽ chạy vòng vòng nhá. Men theo cái đường bãi biển Vũng Tàu nhá. Em có gì hot không? Đẹp chưa? Đi lên chụp hình này. Bãi đá đẹp chưa? Đây là bãi đá. Đây là bãi đá chứ bãi gì nữa. Chỗ xe 20 người. V62 hay là gì? 62. Cái này đẹp hơn V62 này. Đúng rồi, 1, 2, 3. Ok. Chụp nhiều kiểu đi, được kiểu nào thì được. Đứng lên đây. Hay là ngồi ngồi chân xuống dưới đây nè. Để chụp đằng sau. 1, 2, 3. Ok. Dẫm cái chân lên đó. Rồi. Rồi, rồi, vậy mới ngầu. Ok. Nhìn này. Thấy mặt cháu. Hình như thấy mặt. Tiếp đi. Chụp cháy máy luôn. Cái này đẹp hơn B62 nhờ. À, này lên thả thính trai thì mẹ. Ok, ghi nhận. Với cái này thì... Đưa cho xe. Cái đó là chụp lỗi. Chụp lỗi là phải xóa đi. Im. Để chim hăng. Không được gì. Can hardly sleep at night.
bên này. Rất là nhiều người tắm. Thì hồi nãy là tôi có ra tắm ngoài kia rồi, nhưng mà tôi chưa có quay. Bây giờ tôi sẽ mang máy quay ra, tôi cả tắm cả quay cho các bạn xem luôn nhá. Sóng hôm nay rất là to luôn. Cảm giác cũng khá là thú vị. Ok, bây giờ ra đi tắm thôi. Okay, bây giờ là tôi đang ở đây là khắc chữ này. Đây, khắc chữ và bán quà lưu niệm. Thì tôi sẽ khắc chữ Tuấn Blue nha. Đang nói anh khắc cho chữ Tuấn Blue.